Thật khó để so sánh hai nền bóng đá Việt Nam và Trung Quốc. Hai đội tuyển đều đang khá chật vật trong việc tìm đường vươn ra thế giới. Cá nhân tôi cho rằng trình độ bóng đá của hai nước ở cùng đẳng cấp, không bên nào quá vượt trội. Ông Chu Xie trả lời truyền thông Trung Quốc trong buổi họp báo chiều 9 tháng 10 trên sân Tallinn Sports Center. Nhà cầm quân người Pháp tự tin có hiểu biết lớn về bóng đá Trung Quốc bởi từng có 6 năm làm việc ở đây. Ông cho rằng họ có nhiều cầu thủ giỏi, đang từng bước tiến bộ và có thể sẽ sớm trở lại đấu trường World Cup. Trung Quốc từng đổ rất nhiều tiền đầu tư cho bóng đá, nhưng chưa thu lại thành công. Họ mới một lần được giữ World Cup vào năm 2002. Trong khi đó, Việt Nam đang trong hành trình tìm kiếm lần đầu giữ sân chơi danh giá nhất thế giới dành cho các đội tuyển. Liên đoàn bóng đá Việt Nam thuê ông Chu Xie với hy vọng ông có thể đưa đội tuyển tới World Cup 2026 khi giải tăng số đội lên 48. Tôi có ước mơ giữ World Cup cùng bóng đá Việt Nam, nhưng xét vị thế hiện tại, điều này rất khó. Muốn đạt được tham vọng, Việt Nam trước hết phải lọt vào top 8 châu Á, nhà cầm quân 68 tuổi nói, thêm rằng vì mục tiêu kể trên, Việt Nam phải có triết lý mới, thông qua việc xây dựng lối chơi kiểm soát bóng, phối hợp nhỏ, chủ động tấn công thay vì phòng ngự chặt, rình rập chờ cơ hội phản công như trước. Thực tế, ông Chu Xie đã chủ động trẻ hóa lực lượng, hướng tới mục tiêu lâu dài. Đội tuyển lần này hội quân mà không có nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm như Nguyễn Công Phượng, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Hồ Tấn Tài hay Bùi Tiến Dũng. Khi tôi đến, khoảng 40% cầu thủ trẻ lần đầu tiên được góp mặt trên tuyển Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là tham dự World Cup năm 2026 và cả Asian Cup sắp tới. Về đội hình ở trận đấu với Trung Quốc, có thể tôi sẽ sử dụng 40% tới 50% là cầu thủ trẻ. Lúc này, tôi chưa thể tiết lộ chi tiết được, các bạn cứ chờ đến ngày mai, tôi sẽ đưa ra những sự lựa chọn tốt nhất của mình, ông Chu Xie nói. Ông cũng nhấn mạnh việc cầu thủ Việt Nam tiềm năng nhưng tất cả đều đang chơi bóng ở trong nước, không biết mình có thể đạt đến trình độ nào. Trận đấu Trung Quốc nằm trong chuỗi giao hữu chất lượng cao của Việt Nam, nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tháng 11. Trung Quốc hiện đứng 80 FIFA, hơn Việt Nam 15 bậc. Hai đội từng gặp nhau tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Việt Nam thua 2-3 ở lượt đi, nhưng thắng 3-1 ở lượt về trên sân nhà Mỹ Đình. Ông Chu Xie khẳng định Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng, các cầu thủ của ông sẵn sàng đối đầu với thử thách cực lớn ở trận đấu này. Tôi vinh dự khi khởi đầu hành trình đến với World Cup bằng trận đấu với Trung Quốc. Dù kết quả trận đấu có ra sao, chúng tôi vẫn kiên định theo đuổi mục tiêu của mình, nhà cầm quân từng dẫn dắt Nigeria, Nhật Bản cho hay. Trận này chủ nhà Trung Quốc mặc trang phục đỏ, còn Việt Nam thi đấu với quần áo màu trắng. Trận đấu có áp dụng VAR.